Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề với đội tuyển Anh Tuấn. U23 đang bị căng cứng tâm lý. Dù U23 Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait trong trận đấu trong trận giao quân vòng 23 U23 châu Á 2024, nhưng huấn luyện viên Hoàng Tuấn vẫn không hài lòng. U23 nhận nhập cuộc khá đơn sắc trong trận giao quân vòng chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Anh Tuấn có bàn thắng dẫn trước của Văn Tùng và đối thủ bị nhận thẻ đỏ sau khi Ibrahim Kamel của Ola Kuwait cố tình dẫm vào Đùi Văn Khang ở hiệp 1. Nhưng lợi thế rất lớn này lập tức mất đi khi Ngọc Thắng kéo ngã Karam trong vòng cấm địa dẫn đến tấm thẻ đỏ và bị thổi phạt đền ở những phút bù giờ của hiệp 1. Không bỏ lỡ cơ hội, Ola Kuwait đã có bàn thắng gỡ hòa. Những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi của CB2 của Anh Tuấn giúp U23 chơi khởi sắc hơn và giành chiến thắng chung cuộc 3-1 nhờ cú đúp của Phí Hào, nhưng không làm chiến lược gia người Khánh Hòa hài lòng. Và khi đánh giá về tổng thể trận đấu, tôi chỉ hài lòng về kết quả ở hiệp 1. Các cầu thủ bị tâm lý nên chưa thể hiện được những gì tốt nhất. Khi trận đấu diễn biến theo chiều hướng khó khăn, điển hình nhất là tuyến đường đỏ và phút bù giờ hiệp 1 bộc lộ sự căng cứng về tâm lý của cầu thủ. Tôi rất tiếc về điều này. Tôi không muốn nó xảy ra một chút nào. Với lời về anh Tuấn đánh giá đối phương không có gì đặc biệt, để chúng ta đã chơi không tốt như trình độ vốn có. U23 cần nhanh chóng trở lại và thi đấu đúng như những gì đã tập luyện, những gì ở hiệp 2. Khi những sự căng thẳng trôi qua, các cầu thủ đã chơi chủ động hơn và đúng với thực lực. Tôi chính là hơn 10 ngày lên có sự thay đổi ngay rất là khó. Có nghe từ đây thì cô giải sự thay đổi của U23 sẽ rõ ràng hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận giành được 3 điểm ở trận mở màn ở chung kết U23 châu Á. U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm ở trận đấu tiếp theo gặp Malaysia. Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho sự trận đấu quan trọng này, thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã từ chối đi sâu về chuyên môn. Chỉ đơn giản người Anh Hoa nói: chúng tôi đã có quá nhiều chuẩn bị, đó là quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên thì tôi xin từ chối trả lời câu hỏi này vì có nhiều phần thuộc vào chuyên môn.